Ôi trời ơi, ôi trời ơi, biết ngay mà. Ôi tôi chết, chào thầy cô, chào các cháu. Chào bà. Nào My, bà đã bỏ ở nhà học bài, không có văn nghệ văn cùng gì cơ mà. Sao hôm nay con lại chống bà ra đây? Con xin lỗi bà, tại hôm qua con xin bà không được, nên sáng nay con chờ bà đi chợ, con lại xin ông. Ông đồng ý cho con đi, con mới dám đi à? Bà tha lỗi cho con à? Bà ơi, bà cho con tập hát cùng với các bạn đi bà. Suốt ngày hải mê hát với hò, rồi tránh mảng bài vở. Bố mẹ về hải phê bình bà là không sát sao với con. Dạ, con xin hứa với bà là con vẫn tập trung học tập và làm bài tập đầy đủ để ông bà yên tâm ạ. Vâng thưa bà, trường chúng cháu đang chuẩn bị chương trình ngoại khóa về nối hát chèo. Hôm nay ngày nghỉ, thầy cho tranh thủ tập, mong bà cổ vũ cho các con ạ. Thầy giáo nói chương trình về nối hát chèo ạ? Vâng ạ. Mấy năm trước Covid, không được nghe các cháu hát chèo mà tôi buồn lắm. Năm nay ra trường lại nghe thấy các cháu ới a hát hò, tôi phấn khởi quá. Giờ lại có cả chương trình về nôi hát chèo thì thật là quý hóa quá thầy cô ạ. À. Vâng bà ạ, từ hơn 10 năm về trước, được ông Khính viết tặng bài hát dưới mái trường An Vinh Em Hát, chúng cháu đã đưa đề nghị nghệ thuật chèo đến với tất cả học sinh. Bài hát đã trở thành bài hát truyền thống, là tài sản quý giá của nhà trường, là ký ức đẹp của các thế hệ học trò. Vậy nên anh Covid đi qua, điệu chèo quê hương lại rộn rã cả sân trường đấy bà. Phải đấy cô giáo ạ. Vâng ạ. Chèo quê ta là chèo truyền thống, không giữ gìn là có tội với cha ông, có phải không thầy cô? Vâng ạ. Vâng bà, cháu còn nhớ vở diễn câu chuyện làng chèo do cố tác giả Trinh Kiều sáng tác. Lúc đó cháu còn nhớ ông Kính mới có 40 tuổi mà đã trong vai già làng rất ấn tượng. Tiết mục đã đạt giải nhất cấp tỉnh và được phát lên đài tiếng nói Việt Nam. Có việc gì các thầy cô lại nhắc đến tôi thế? Chào bà, chào thầy, chào cô, chào các cháu. Chào ông bà. Cô, người cô bà thiêng thế, nhắc tên ông đã tiền liền. Thế nay ông có việc gì cũng ở. Chả là thế này mà, nhà trường mời tôi xuất dự chương trình về nôi hát chèo. Tôi phấn khởi quá, bảy bóng sáng tác ngay một khúc ca chèo sướng cho các cháu tập hát đấy bà. Và hôm nay cũng nhân là ngày tôi xuống đây thăm trường, thăm thầy cô cùng các cháu học hát chèo đấy bà. Ôi may quá, ông đã xuống động viên các cháu. Mời ông duyệt đứa con tinh thần của mình, ông nhé. Và ừ, cháu cũng mời bà cùng tham gia chương trình với thầy trò nhà trường ạ. À, thế tôi tham gia cũng được hả ông? Tốt quá thì chứ lại mà. Thú thật với ông là tôi cũng mê hát chèo lắm. Cứ nghe tiếng trống chèo nổi lên là máu văn nghệ trong người nó cứ sôi lên sùng sục ấy. Nhưng mà tôi chỉ sợ con bé cháu nó không hát nổi. Khó lắm ông nhỉ? Đúng rồi, hát chèo là khó lắm chứ ạ. Bà ơi, bà đồng ý đi bà. Bà đồng ý đi bà. Con hát được mà. Và cả thầy cô sẽ dạy cho con. Rồi về nhà, bà dạy con thêm nữa. Bà nhé. Vâng ạ, bà đồng ý. Tin tập nhà chị chỉ được cái giống bà rồi mình lại mê chèo như thiếu đỏ. Thì cũng như tôi đấy mà, cái lúc còn trẻ chúng ta chẳng trốn nhà đi mà trong xóm tập chèo chứ nhá bà. Thế hôm nay ông nhờ các cháu hát điệu chèo, cô bắt nhịp cho các cháu để ông cùng xem nhá. Vâng ạ. Hôm nay trường em vui ca hát. Ai bà? Hôm nay trường em vui ca hát. Tình 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 sát. Em hát đi mừng thầy cô tới.
tan 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 tan. Đang tình à chung đi hay lắm em mua say mê điệu trèo vui toàn trường tan tình đang tình đang tình chung vui toàn trường tiếng hát mừng thầy đi cô tới trường à, giỏi lắm giỏi lắm các cháu à diễn giỏi lắm thế các con có muốn hát trèo như thế này không? Mời ông hãy dạy các con làn điệu trèo rồi ạ. Thế thì quý hóa quá, ông cùng các cháu cùng hát nha. Ôm đây trường em vui ca hát hai ba. Hôm nay trường em vui ca hát. Em hát đi để thầy cô tới trường em hai ba. Giờ rồi, mai ông lại xuống tiếp tục dạy các cháu hát kèo nha. Và đúng là nền dân văn hóa từ đây học sinh các cháu phải biết nhiều câu hát đi trèo. Có đúng không nào? Vâng, xin được cảm ơn ông. Cảm ơn các thầy cô và các em đã mang đến cho chương trình một tiểu phẩm rất hay và ý nghĩa. Xin được trân trọng cảm ơn.